Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều tối thứ ba ngày 4 tháng 4 năm 2023, từ thành phố Houston, Texas. Thưa quý khán thính giả như vậy, giờ của New York hôm nay thì cựu tổng thống Donald Trump đã ra tòa và ông đã không nhận tội với 34 cáo buộc của công tố viện Alvin Bragg khu vực New York đòi truy tố cựu Tổng thống Donald Trump về các tội gọi là gian lận về vấn đề mà giữ sổ sách trong vấn đề mà ký chép trả tiền để bịt miệng cô đào Stormy Daniels vì quan hệ tình dục khi mà còn có hôn nhân ở đầu thế kỷ này tức là khoảng năm 2003-04 cũng như là trả tiền cho cô đào đóng vai ở tại Playboy, đó là cô đào Karen McDougall. Thưa quý khán giả, trước khi đi sâu vào câu chuyện việc mà cựu Tổng thống Donald Trump ra tòa và đã không nhận bất kỳ một tội danh nào, 34 tội danh hình sự đó là đại hình, felony, thì tôi muốn nói sơ một số chi tiết thứ nhất chi tiết đó là tránh án ở tại nơi đây trước khi mà có phiên tòa ông đã ra một lệnh đó là không có quay phim chụp hình dầu có những cơ quan truyền thông lớn của mỹ như là đài cnn đài msnbc đài fox và rất nhiều cơ quan truyền thông quốc tế yêu cầu được quay phim chụp hình trong phiên tòa nhưng chánh án đã ra lệnh là không. Chỉ có tòa án, có những thước phim của tòa án đưa ra thì mới được mà thôi. Điều này tôi xin nhắc nhở những người hay chống phá nhà nước Việt Nam. Nói rằng là được livestream ở trong tòa hoặc là ở trong tòa án vân vân và khi thấy chánh thẩm phán Nguyễn Hòa Bình nói rằng là không có quay phim chụp hình vì mất trực tự vì vi phạm nhiều nguyên tắc cũng như là vi phạm đến quyền lợi của tòa án và của các bị cáo nữa thì những người đó cứ la làng lên đó là họ có quyền quay phim chụp hình vì nhân danh để tứ quyền mắc cười đó bây giờ cựu tổng thống Donald Trump ở bên mỹ các cơ quan truyền thông lớn quốc tế mà cũng bị tránh án nói rằng không có quay phim chụp hình muốn gì đó thì đợi những thước phim của tòa án đưa ra thì những người đó bây giờ cứ bình luận đi xem thử rằng là quyền tự do ngôn luận của Mỹ như thế nào đi nên không biết chuyện mà cứ hay la lạc có những người làm youtuber bẩn ở trong việt nam khi tấn công tôi thì nói rằng là sao vào trong tòa không quay phim không biết gì hết mà cứ thích lên tiếng đó là một chi tiết chi tiết thứ hai về việc mà trả tiền cho những cô đào như là cô đào Stormy Daniels hoặc là cô đào Karen McCogle. Tại sao lại dính líu đến 34 tội đại hình? Tại sao? Thưa quý khán giả, lại là vấn đề luật pháp của Mỹ. Luật pháp của Mỹ nhiều khi chuyện mà uống rượu say lái xe nhiều khi lại là không quan trọng mà chống lại việc mà cảnh sát bắt mình thì lại nặng hơn nào thí dụ như vậy bây giờ đó trường hợp ở bên mỹ đây họ nói rằng là khi mà chính phủ điều tra mà mình giấu giếm chính phủ không thành thật với chính phủ thì đó là tội đại hình hoặc là đây là cơ sở của trump organization mà ông trump ông làm gian díu đó họ nói rằng là giả mạo hồ sơ thuế vụ giả mạo hồ sơ của việc làm thì họ cho rằng những sự giả mạo đó lại là đại hình nặng hơn cái tội mà chi tiền bịt miệng cô đạo theo như cựu luật sư của cựu tổng thống Donald Trump là ông Michael Cohen ông có nói đó, thì Cựu Tổng thống Donald Trump chi trả 130.000 cho cô đào Stormy Daniels. Thì chi trả bằng cách ký nhiều tấm check. Ký nhiều tấm check. Cho nên mỗi một lần ký một tấm check là một tội đại hình. Nói rằng đó là một sự gian xảo để lừa người khác. Thì trong tòa án ngày hôm nay đó thì trong cái hồ sơ đại hình của cựu tổng thống Donald Trump nói rằng là lừa lừa những người khác để làm sao để cho sự thiệt hại về vấn đề tranh cử không có bị nặng nề như vậy là mỗi một tấm chét ba bốn tấm chét cho cô đào Stormy Daniels là ba bốn tội đại hình ba bốn tấm chét chi cho cô đào Karen McKogo thì là ba bốn tội đại hình, nói dối với công tố viện là một đại hình vân vân, thì họ tính hết như vậy. Thì ông Alvin Pratt, ông tính ra chỉ do hai cô đào này thôi và thành ra 34 tội đại hình. Đó là chi tiết thứ hai tôi muốn thưa với quý khán giả. Nhắc lại tôi vẫn phải nói đến chi tiết thứ ba và chi tiết thứ tư. Chi tiết thứ ba đó là vào năm 2019 vì công tố viên tiền nhiệm của ông Alvin Pratt ở nơi đây là ông Cypress Vance Jr. Cypress Vance Jr. Ông ấy đã xem những hồ sơ này và ông ấy quyết định là không có truy tố cựu tổng thống Donald Trump và hai vị công tố viên mà điều tra vụ này đồng ý chuyện đó nhưng khi mà ông alvin brack trong hai tuần trước đòi mở lại hồ sơ này thì chính hai công tố viên mà điều tra vụ này đó lại là người phản đối kịch liệt và xin từ chức họ cho rằng là chuyện này vi phạm đạo đức của công tố viên. Người tiền nhiệm đã quyết định như thế rồi. Đó là chi tiết thứ ba tôi muốn nói đến. Và chi tiết thứ tư tôi muốn nói nữa đó là hội đồng về vấn đề bầu cử quốc gia, ủy ban bầu cử quốc gia vào năm 2020 và năm 2021 đã bác đi những tố cáo về vấn đề này cho rằng nó không có quan trọng và cho rằng những việc đó nó có tính cách cá nhân thì họ bác bác hoàn toàn nên vì những dữ kiện đó luật sư của ông cựu luật sư michael cohen đó là luật sư robert costello đã từng ra trước đại bồi thẩm đoàn của manhattan new york nói rằng Ông Michael Cohen mới là người nói dối chuyên nghiệp Serial Liar. Còn cựu tổng thống Donald Trump mới là người có uy tín. Nhưng mà ông Alvin Bragg nhất định vẫn phải truy tố kỳ này. Và vì đã bị luận tội bởi đại bồi thẩm đoàn, tức là gần giống như là viện kiểm sát của mình đó, Viện kiểm sát ở Việt Nam mà coi ồ oh, cái này truy tố. Đồng ý truy tố còn truy tố có thành kết tội hay không sentence là một chuyện khác nhé. Cựu tổng thống Donald Trump đã ra tòa. Và đương nhiên vây quanh ông ngày hôm nay quý khán thính giả thấy là những luật sư nổi tiếng và rất là nhiều người ủng hộ. Ở trong tòa án thì không có bao nhiêu người vì tòa án, tránh án không cho phép đông người vào trong đó làm ồn ào. Chỉ có các luật sư của cựu tổng thống Donald Trump và khi gọi ông thì ông kêu là not guilty xong. Thế rồi ông ra về. Rồi các luật sư làm hồ sơ thủ tục bên công tố viện đó, và các luật sư đồng ý phiên tòa kỳ tới là vào tháng 12 năm 2023. Tức là hôm nay mới tháng 4 thôi. tới tháng 12 á tức là khoảng chừng 7 8 tháng nữa mới có phiên tòa để xem thử rằng là truy tố được hay không nữa. Chưa phải là một trial thưa quý vị, nó là một giai đoạn điều tra, điều nghiên, họ gọi là discovery period thôi. Bên phía công tố viện, Alvin Bragg nói rằng ông muốn một phiên tòa càng sớm càng tốt và ông cho rằng phiên tòa tốt nhất là khoảng chừng tháng 2 hoặc tháng 3 năm tới, năm 2024. Nhưng bên phía của luật sư Donald Trump phản đối nói rằng là họ muốn trẻ hơn. Vì giai đoạn mà bên phía công tố viên Alvin Bragg muốn là giai đoạn khi ấy là tranh cử sơ bộ bầu cử sơ bộ bầu cử sơ bộ thì việc mà có phiên tòa như vậy rất bất lợi cho cựu tổng thống donald trump điều mà ông alvin pratt ông muốn đó thì ông đã nói lên được cả cái ước nguyện và, và mưu đồ của ông không phải là đi tìm công lý mà chỉ đánh gục cựu tổng thống donald trump vì đảng cộng hòa ai cũng biết rằng cựu tổng thống donald trump là người đe dọa cái ghế tổng thống nhiều nhất đối với đảng dân chủ đây là một chiêu trò chính trị rõ ràng như thế nên à, tư pháp của nước mỹ hiện nay đang bị lợi dụng đang trở thành một công cụ để mà tấn công đảng đối lập điều này tôi mở ngoặt đóng mặt với các bác chống cộng cực đoan hở một chút xíu là yêu cầu cải tổ tư pháp của việt nam mà các ông thì chả hiểu gì về tư pháp hết cải tổ cái gì cỡ giống như nguyễn văn đài cũng chả hiểu là cái gì hết tôi nhớ có một người ở houston khi mà cựu tổng thống donald trump là thay đổi bộ trưởng bộ tư pháp thì ông có la lên rằng cựu tổng thống donald trump ông có hiểu gì về tam quyền phân lập không đây là quyền tư pháp ông không có được xen kẽ vào bố trời ơi tôi lên trên đài tôi nói ông có hiểu rằng bộ tư pháp bộ trưởng bộ tư pháp là một bộ của hành pháp không mà nếu mà không hiểu như vậy đó thì làm sao mà đòi cải tổ tư pháp việt nam ở bên mỹ hay quốc gia nào cũng thế đều có bộ trưởng bộ tư pháp và bộ tư pháp là một bộ của hành pháp còn ngành tư pháp là judicial branch cũng vẫn phải bị ảnh hưởng bởi ngành hành pháp thí dụ như là một thẩm phán của tối cao pháp viện của mỹ khi được bầu vào trong đó đầu tiên lại là do chính tổng thống chọn và đề nghị phải tổng thống chọn và đề nghị rồi mới thông qua thượng viện của mỹ rồi mới trở thành là thẩm phán thế bây giờ cải tổ tư pháp bảo là chứ phải độc lập hoàn toàn làm sao có Bây giờ các thẩm phán liên bang của Mỹ đó vẫn phải được do sự chỉ định của Tổng thống và được thông qua Thượng viện. Tôi nói thí dụ, công tố viên Alvin Bragg ở tại quận hạt Manhattan, New York là do chính Tổng thống Joseph Biden chọn. Rồi thông qua Thượng viện Bây giờ để trả ơn cho ông Joe Biden Công tố viên Al Brinkrat Nhất định phải tìm bằng mọi cách Để luận tội và truy tố cựu tổng thống Donald Trump Và người ta nghi ngờ Động lực chính yếu là chính trị Là muốn cho đảng Dân Chủ thắng thế Là muốn trả ơn cựu tổng thống Xin lỗi Trả ơn tổng thống Joseph Biden Thế những cỡ những người như Nguyễn Văn Đài thì gì đó la làng lên nó từ cái hiểu cái chuyện này không? Cái hiểu gì về vấn đề tư pháp của Mỹ không? Mà đòi cải tổ tư pháp Việt Nam. Họ kêu lên những chuyện mà họ không biết gì hết. Họ chưa có trải nghiệm. Mắc cười lắm. Cũng giống như có những người chưa bao giờ đi phi trường. Chả biết phi trường như thế nào. Mắc mũi làm sao các cơ quan ở nơi đó hành xử như thế nào mặc đồng phục như thế nào thì ở trong rừng rú đó la lên rằng công an của phi trường phải mặc áo này áo nọ tức là nói những chuyện mà chưa bao giờ trải nghiệm cũng chưa bao giờ hiểu biết cũng chưa bao giờ mà có kiến thức mà vẫn cứ nói thì tôi nói những người chống cộng cực đoan hoặc những người đang đòi cải tổ tư pháp của Việt Nam cũng chả biết như thế nào hết. Họ không hiểu, nhưng họ vẫn cứ la làng lên. Đó là điểm mà tôi muốn mở ngoặt và đóng ngoặt thêm. Vậy thì kết thúc phiên tòa ngày hôm nay, cựu Tổng thống Donald Trump ra thì ông có nói rất rõ ràng, ông bị trả thù bởi cá nhân ông Alvin Pratt Vì động cơ chính trị Và vì đảng Dân Chủ Thưa quý khán giả Cũng một sự kiện Thì đảng Dân Chủ Những cơ quan cánh hữu Như Fox Thì tương trình khác Theo quan điểm của đảng Cộng Hòa Và Các cơ quan cánh tả Như CNN, MSNBC Tương trình và bình luận Theo cánh tả đó là tự do ngôn luận và những người chống cộng cực đoan cũng hay kêu gào tự do ngôn luận thì đấy tự do ngôn luận đó ra thì mỗi một bên tha hồ mà nói theo quan điểm của mình có đúng với sự thật hay không thì mỗi một người nghe tự phán đoán nhưng mà rõ ràng là cơ quan nào ồn ào nhiều nhất thì hay lôi kéo những khán thính giả riêng. Thưa quý khán giả, đó là thông tin và góc nhìn của tôi về việc mà cựu Tổng thống Donald Trump ra tòa ngày hôm nay. Phiên tòa kỳ tới là vào tháng 12 năm 2023. Hôm nay, cựu Tổng thống Donald Trump nhất định không có nhận bất kỳ một tội danh nào trong 34 tội đại hình mà công tố viên Alvin Bragg đưa ra. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.